Check our man down. No pulse. Hondo, looking at you now. Building has two stairwell access routes to the roof, north and south entrances. Building plans list a surface entry from the south. All right, Chris Street. Chào các bạn, vừa rồi là Michael chia sẻ với các bạn một đoạn phim của Sony Pictures về SWAT Team. SWAT Team viết tắt là SWAT, nó viết tắt là coi như là Special Weapon and Tactic, vũ khí và chiến thuật đặc biệt các bạn ha. Đội SWAT là nhóm các cảnh sát được chọn lựa, được đào tạo để xử lý một số những tình huống khủng hoảng, ví dụ như là bắn tỏa, đối tượng bị rào chặn, tình huống làm con tin, bắt buộc nặng, vượt quá năng lực và các đơn vị cảnh sát thông thường. Hướng dẫn này bao gồm tất cả các khía cạnh tổ chức, lựa chọn và đào tạo đội SWAT, cũng như các chiến thuật được các đội sử dụng. Phần đầu tiên liên quan đến là lựa chọn đội thành viên đội, thiết bị đội SWAT và đào tạo các nguyên tắc lãnh đạo và giao tiếp đơn vị nhỏ được thảo luận, đặc biệt chú ý đến những đặc điểm mong muốn ở người lãnh đạo. Các chương về chiến thuật bao gồm các yếu tố cơ bản của việc di chuyển đến mục tiêu trong khu vực hoặc rừng phát triển. Kèm theo đây là xe Teradan, là một cái xe bằng thép, coi như là để chống đạn các bạn ha. Tụi SWAT team là gồm những cảnh sát đặc biệt họ dùng để mà di chuyển tới mục tiêu, chẳng hạn như là chiếc xe các bạn thấy ở trong video hiện giờ. Là Michael hỏi một người cảnh sát trong nhóm SWAT team thì họ nói là tại vì nó là cái chương trình air show có những máy bay và do đó họ sẽ có những cảnh sát chìm hoặc là những cảnh sát đi theo dõi những kẻ phạm tội, có thể là dùng những cái loại súng hay là những cái tên lửa để mà bắn máy bay rớt đó, cho nên họ sẽ có những cái nhóm SWAT như vậy ở rải rác trên trên cái sự kiện air show ngày hôm đó. Như các bạn thấy đây là chiếc được trang bị tất cả những cái tình huống có thể sử dụng đến, và trong xe rất nhiều những cái loại súng để mà cho những người SWAT team họ sử dụng. Đây là cái xe thép, như các bạn thấy là người cảnh sát SWAT team họ chia sẻ. So this is the what year is this officer? No idea. This is for what the function for this vehicle? So it's an armored rescue vehicle. So if someone was hurt and there was a threat, like an active threat, like someone with a firearm or a weapon, we could bring this up to rescue somebody and get them. I see. Uh-huh. Can you open the door? I can look inside. I can't do that. No, you can do that. Stuff's in there, okay, sorry. Got it. Okay. But this is it's from. Oh, okay, you can see it. Huntington Beach SWAT. Yep. Okay. Cool. And Teradyne is American made, I believe. I don't think so. You'd have to Google it. I'm not sure. I'll find out. Yeah. Okay. Yeah, I don't know. Is it part of? Take a look around. Yeah. This part of Orange County Sheriff, or is no, Huntington Beach. HB. Yep. PD. But if another agency needed another vehicle, we would go help them with this. We'd let them use it. This is the first time I see it. Look like the bomb SWAT team. Oh, well, the SWAT team uses this. Oh, okay. What's the difference between SWAT team and in addition to just the police? Just more training. Different level of training. Yeah, you go to a lot more training. It's more like teamwork here. And a lot more shooting and
lot of other. Got it. Okay. Very good. Cool. Thank you. All right. Thank you. Sir. So, thanks for the service. Yeah, thank you. Teledyne. Ok, xe Teledyne là xe của Michael sẽ Google coi chiếc xe này là xe của hãng nào. Nhưng mà SWAT Team là một cái đội mà dùng để mà đi hỗ trợ cho những cái các bạn có thể thấy được, hỗ trợ cho những cái đội mà cứu người này kia đó các bạn ha. Đây nó làm bằng sắt, làm bằng sắt đặc luôn các bạn. Đó. Trong. Yeah. Okay. Yeah, you do.